Wow, và đây chính là cái tính năng mới mà mình đã giới thiệu cho các bạn trong clip hôm qua đây. Hương liệu tìm xoay tẩm tiểm và tìm thẻ đây các bạn ơi. Wow, được tặng 5 cái luôn. Nani? Và ngồi đây trong đây chúng ta cũng sẽ có thêm nọ nước hương liệu khoáng thạch. Rồi, và rất là nhiều loại nè, có thằng làng nè các bạn ơi, đó có bọ nè. Đấy, rồi cái gì đây, hương liệu bọ kịp kìm, bọ hung. Rất là nhiều luôn, hương liệu bướm đó các bạn ơi, côn trùng nữa. Rồi mình sẽ thử cái hương liệu tìm xôi này xem như thế nào nha các bạn ơi, đó về tìm thẻ xem nó có hoạt động hay không nha. Rồi đó mình để cho dùng rồi các bạn ơi. Hả? Nhưng mà sao không thấy cái tín hiệu gì hết. Mặc dù là có cái quả xôi ở đây nha các bạn ơi, nhưng mà cái chú chó của mình nó vẫn không đánh hơi được. Và trong video clip ngày hôm nay mình sẽ là tiếp tục tổ chức một cái event đó tặng cho các bạn cái gói đồ chào mừng mới này nha. Ấy thì cũng đã lâu rồi thì mình cũng chưa tổ chức lại, thì nhân dịp cái gói trang phục chào mừng này quay trở lại thì mình sẽ là tổ chức mini game cho các bạn tham gia nha. Đó, bằng một cái gói duy nhất cho các bạn may mắn trúng giải. Và lưu ý khi tham gia, bạn nào mà chưa mua cái gói này thì là tham gia được. Còn bạn nào mà đã mua cái gói này lúc trước rồi đó thì là không tham dự được nha. Đó tại là mình không có tặng được nha các bạn ơi. Đấy, tại cái gói này nó chỉ mua một lần duy nhất à. Đó, và các bạn kiểm tra xem là trong cái tài khoản của mình nó có hiện cái gói này hay không. Và cách tham dự thì như sau, các bạn sẽ là ghi cái ID nhân vật, tên nhân vật và ghi là chọn gói trang phục chào mừng. Rồi thì cách tham gia cũng như cũ mình đã làm nha các bạn ơi. Đó, và trong cái clip sau mình sẽ chọn lại một bạn ngẫu nhiên may mắn để mình tặng cái gói trang phục chào mừng này. Và lưu ý khi tham gia các bạn nhớ là like bên này và đăng ký kênh thì mới là hợp lệ nha. Và ta-da, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Papi. Rồi, và chúng ta đã trải nghiệm phiên bản mới cập nhật mùa thu đây các bạn ơi, với những cái quả xôi và hạt dĩa đây các bạn. Rất là đẹp luôn, và đây chính là cái khu vực mới của chúng ta đây các bạn ơi, khu vực nhiệm vụ đây. Rồi, đây các bạn ơi, đỏ, đẹp chưa. Rồi, và rất là hấm cái sự kiện này luôn á. Đây, chỗ là nhiệm vụ của chúng ta là các bạn ơi. Rồi, và để xem là có cái gì nào. À, bảng điểm danh mới. Rồi, hộp tiền sao 413 tiền sao như các bạn ơi. Rồi, cái gì đây, cửa hàng Doraemon nè. Thì để sở hữu các vật phẩm này cũng rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần là đi bắt những cái quả sồi đỏ để mở xu ra. Sau đó chúng ta sẽ dùng xu để đổi nha mọi người. Rất là đơn giản. Còn đây chính là cái mùa thu đó, là mùa tăng con nè. Đấy, phải bắt được là 135 quả sồi để nhận một cái avatar chú sóc nha các bạn. Và cái mục tiêu để nhận cái avatar này là phụ thôi nha các bạn ơi. Còn cái mục tiêu chính của chúng ta sẽ là nhận những cái vé thẻ này đó, những cái túi thẻ ở trong này mới là chính nha. Tại là chúng ta sẽ có thêm một cái sự kiện đi tìm thẻ mở đảo 120 thẻ để nhận 1.600 kim cương nha các bạn. Ngoài ra thì còn hơn là 130k tiền sao nè, vé combo nè, đá tăng cường nè các bạn. Rồi một chú biết thỏ và một cái hành động nữa nha, rất là nhiều luôn. Ủa là trời, lần này thì không có cái bảng tên nha các bạn ơi, chỉ có cái hành động về cái chú bé thỏ muối tiêu nè. Quá xịn, rất là hấp dẫn nha. Rồi đó, cái thẻ của mình mất rồi các bạn ơi. Hôm trước là mình có để dành hơn 1.000 sao ở trong này á, thì bữa nay là cái cập nhật mới thì nó xóa mất hết cái thẻ cũ của mình rồi mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ là cày lại từ đầu á. What? Và đây là phần thưởng bảo trì định kỳ của chúng ta. Rồi hương liệu, oh no, tim xôi, rồi vé combo nha các bạn. Còn đây chính là cái phần quà thư. Ủa là trời, toàn là quà cũ không các bạn ơi. Từ năm ngoái đến năm nay là vẫn y chang, game không chịu sáng tạo thêm các món đồ trong quà thư, toàn là quà cũ không à. Mình rất là chờ là những cái món quà thư mới. Wow, cái gì đây? Gói trứng Doberman 149k các bạn ơi, giống chó mới đây mọi người. Wow, xịn, nhưng mà cái trứng bét này nó hơi đắt ta nha. Rồi, đắt sắt ra miếng luôn các bạn ơi. Rồi, gói su sóc 49k nè, rồi bỏ qua luôn. À, và game bán lại đồ sóc nè, cái bộ này mình đã mua rồi. Rồi, bé sóc con thì mình cũng đã mua luôn rồi các bạn ơi. Wow, cái gì đây? Trong cái phần giá tốt mỗi ngày nó sẽ thay đổi các bạn ơi. Có bán cả túi thẻ nữa, ù là trời, rồi su sóc. Đó, rồi hương liệu xôi, hương liệu thẻ nha các bạn ơi. Rất là nhiều những cái mới thay đổi luôn. À, và còn một cái mới mà mình rất là thích trong phiên bản cập nhật này nha các bạn ơi. Đó chính là chúng ta sẽ có thêm một cái nút ẩn những cái thanh menu đó, những cái thanh sự kiện. Đấy, một cái mình rất là thích từ lâu tới giờ các bạn ơi. Đó, mình đã nói trong cái video từ trước rồi, nhưng mà mình không nhớ cái video nào nữa. Nhưng mà mình nhớ là mình đã có nói cái vấn đề này. Đấy, tại là nó hiển thị rất là nhiều trên cái màn hình của mình á. Rất là khó chịu đó các bạn ơi, mình không thể nào mà mình quan sát được hoặc là mình đi làm clip mình quay á. Wow, tiếp tục có cái mới đây các bạn ơi, hộp bốc thăm gấu trúc linh linh rồi, với cái chiếc cần câu gấu trúc đây các bạn.
tăng 80% cơ hội thành công, rồi 40% cơ hội nhận cái huyền thoại, 70% xác suất xuất hiện cá đen, rồi 70% xuất hiện cá trắng. Ủa là trời, cái cần câu gì mà chỉ số nhìn nó hơi ảo ma thế này các bạn ơi. Rồi làm một vé thử xem như thế nào, đây có đây còn câu hay không đây. Rồi ra cái đồ gì nào? Nope. Vách ngăn che mát mẻ Rusuri. Và mình cảm thấy những cái món đồ nội thất này rất là đẹp nha các bạn. Đấy, đúng phong cách của mình, thích luôn. Ok, mình sẽ là đầu tư kim cương như các bạn ơi. Đó, mình chỉ còn là 300 kim cương thôi. Thì nói chung là 300 kim cương cũng không làm gì được hết. Đó, thì là mình quất luôn nha các bạn ơi. Đó, mình chơi khô máu luôn. Rồi, chơi tập huyết áp luôn nha các bạn ơi. Wow, cái món đồ gì đấy, mũ gấu trúc cũng phính. Xịn xịn xịn. Rồi rồi, kiếm thêm cái bộ đồ là ngon nha các bạn. Nói chung là mình không cần cái chiếc cần câu rồi. Tại cần câu chỉ số nó cũng không có xịn sò. Mình thấy là không có cái chỉ số câu 46 các bạn ơi. Nên cái yêu cầu của mình là mình chỉ cần ra cái bộ đồ là được rồi. Một cái ghế che mini nè. Đấy, mấy cái này cũng được nè, đồ con cũng ngon á các bạn. Rồi tiếp tục cái ghế che nữa. Ra cái gì đây? Wow, cái xích đu. Oh no. Đẹp ghê ta, dương thú cưng. Ủa là trời, tưởng là cho người ngồi các bạn ơi. Cái dương thú cưng cho biết gì mà xịn thế này. Người còn không có để ngồi nữa các bạn. Đó, mà cho biết ngồi trước rồi. Hai, tặng hai cái luôn. Rồi vách ngăn che mát mẻ nè. Đó, cái này cũng được nè. Đấy, được coi cũng đẹp đó các bạn. Rồi một cái bàn. Oh no. Rồi bàn ngồi bờ te nè, đẹp nè. Rồi đó, và 10 hộp của mình là ra chỉ được một cái nón thôi nha các bạn ơi. Không ra tóc và ra cái bộ đồ rồi. Đặc biệt là chiếc cần câu. Ok, nói chung là cũng hết kim cương rồi các bạn ơi. Rồi với một cái nón gấu trúc thì mình sẽ là phối với cái gấu trúc cũ nha các bạn. Trông có vẻ rất là hợp lắm mọi người ơi. Đấy, hình như là hai cái này dành cho nhau đó các bạn. Đấy, mình không cần cái bộ đồ kia, mình sẽ là phối với cái bộ gấu trúc cũ này. Trông cũng có vẻ ok đó chứ. Rồi đó, mà nhìn cái bộ này mình là phối công nhận là đẹp ghê các bạn ơi. Đó, thấy cái tài phối đồ của mình nó ghê chưa. Vậy mình sẽ là hướng dẫn các bạn đó cách để giúp chú chó tìm cho chúng ta những cái quả xôi đã, những cái tấm thẻ nha các bạn ơi. Bằng cái tính năng ngửi mùi này. Ở như đầu video clip thì các bạn thấy là cái chú chó của mình nó không hoạt động với cái tính năng mới này. Vậy thật ra là chúng ta đang thiếu một bước nha các bạn ơi, mà Nhã Thành không có hướng dẫn cho chúng ta đó, mà chúng ta đang phải tự tìm. Và cái bước quan trọng đó là các bạn sẽ ấn vào cái dấu hình chân thú ở phía bên trái chỗ cái khuôn mặt đó các bạn ơi. Để chúng ta ấn vào cái nút đi tìm đó thì sẽ là tương tác với chú bé nha các bạn. Đấy, phải ấn vào cái nút đi tìm này thì mới có tác dụng nha các bạn ơi. Nhưng mà lần này hình như là không có xuất hiện thiệt. Rồi mình sẽ thay đổi vị trí khác nha. Đó, cái này là đúng cách nha các bạn ơi. Và mỗi lần là sử dụng thuốc thì chúng ta sẽ có hiệu lực đó chính là 3 phút nha các bạn ơi. Đấy, cái thuốc này hiệu lực trong vòng 3 phút á. Rồi nhưng mà không có nè. Đó, mình ấn vào cái dấu chân thú nè. Rồi bây giờ mà tao mà đi tìm mà có thì là chết mày với tao nha. Tao sẽ làm món cậy bảy món nha. Đấy, con bé kia, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đó, tại sao không tìm thấy. Mặc dù đã cho dùng thuốc rồi các bạn ơi. Nhưng mà sao cái chú chó của mình nó không đánh hơi được. Ảo thế nhờ. Hay là mình xài sai cách gì ta. Vẫn đúng rồi các bạn ơi, ấn vô đi tìm đúng rồi mẹ. À, cái này quẻ xôi các bạn. Rồi nhầm nhầm, không có cái hương liệu tìm hạt dẻ các bạn ơi. Nani? Mà chỉ có cái hương liệu tìm quả xôi thôi, hèn chi chú chó của mình không đánh hơi được. Oh no. Rồi mình đã chết làm chú chó rồi các bạn ơi, cái này là hạt dẻ. Rồi sorry chú cuốn của mình rất là nhiều. Rồi anh xin lỗi em, tối gì anh sẽ cho em 100 củ xúc xích. Rồi đó, mình sẽ thử cái khác nha các bạn. Đấy, cái đầu lỗi quá, phiêu quá. Bây giờ thử cái này đi. Không biết là cái nào dễ tìm nè các bạn ơi. Thẻ thì chắc là không được đâu, tại giờ mọi người làm thẻ nhiều lắm. Rồi thử cái bướm này các bạn ơi. Rồi đó, cho uống thuốc nè, sau đó ấn vô cái nút đi tìm nè. Rồi, à được rồi các bạn ơi, thành công rồi. Và như vậy mình đã áp dụng thành công đó, công thức gọi bếp mới để các bạn ơi. Nó hiện cái logo đó, nó chỉ cho mình luôn kìa. Rồi nó đã phát hiện một con bướm nằm ở đây nha. Đấy, tôi là bướm cùi nhưng mà không sao các bạn ơi. Đấy, thì cái tính năng này nó vẫn không phải lỗi các bạn đó. Thật là chúng ta chưa sử dụng đúng cách thôi mọi người. Và mình đã biết cách sử dụng đúng cách rồi nha. Đó các bạn nè, mà chưa biết cách thì có thể xem cái clip này của mình và áp dụng theo. Đó, về trong này rất là nhiều cái luôn. Mấy cái này thì mình cũng không còn lắm các bạn ơi. Đó, chừng này mà có cái sự kiện gì đó. Đó, mình sẽ là dùng mấy cái thuốc này nè. Rồi, có thể nó còn 8 cái để dành nha các bạn. Rồi, mình sẽ sử dụng thử cái bọ hung nha các bạn ơi. Đấy, coi là có tác dụng hay không nha. Rồi, ấn vô đi tìm nè. Oh no. Rồi, đánh mùi đi, đánh mùi đi. Ngửi mùi đi biết ơi. Rồi, hình như là không có tín hiệu.
Đấy, không có tín hiệu tức là không có nha các bạn. Vậy mình sẽ thử cái thằng lằn đi các bạn ơi. Đó, hương liệu thằng lằn đi, coi là có tác dụng hay không. À, có tác dụng các bạn ơi. Rồi, OCK vẫn hoạt động tốt nha, không có lỗi nha mọi người. Đó, chỉ có điều là chúng ta không thấy thôi, không có thôi các bạn. Ví dụ nhiều khi cái map nó không có xuất hiện cái loài đó thì nó không có tìm được. Còn nếu mà có thì chắc chắn là chú chó chúng ta sẽ tìm được nha các bạn. Đó, một cái chú thằng lằn đi rồi. Rồi, một cái tính năng rất là thú vị, nhưng mà các bạn có một cái lưu ý, đó chính là những chú chó thì mới xài được nha. Đó, biết chó cỡ lớn thì mới có tính năng này nha các bạn ơi. Chứ còn là những cái loài biết heo, gà, lợn gì đó thì không có xài được đâu á. Thì cái vị trí tìm những cái quả xôi hạt dĩa thì cũng rất là dễ nha các bạn ơi, đã ở khắp mọi nơi nha. Nhưng mà mình thấy có ba nơi nha các bạn ơi, bờ lại gian nè, trung tâm và bên cái khu nghỉ dưỡng này nha. Và đặc biệt nếu mà các bạn may mắn thì các bạn sẽ thấy những cái quả xôi khổng lồ giống như thế này. Wow, và chị đã bắt được các bạn ơi, trong này rất là nhiều những cái xu sóc nha. Đó, các bạn bắt được những cái quả xôi khổng lồ nè thì nhận rất là nhiều xu luôn á. Đấy, và chị Thảo may mắn gặp được hai cái quả xôi khổng lồ này đó, và mở ra này 150 xu luôn nha các bạn ơi. Quá là đã. Rồi đã, thì các bạn có thấy cái màn hình của mình bây giờ nó có gọn hơn không mọi người ơi? Đấy, hết bị chen những cái thanh icon, những cái sự kiện á. Đấy, nhìn rất là rối và rất là khó nhìn là các bạn ơi. Đấy, bây giờ chúng ta có thể là ngắm cảnh rất là bình thường luôn, và cũng như là quay trên TikTok. Rồi, ok, và như vậy cái video clip của mình ở đây cũng đã kết thúc. Và xin chào và hẹn các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu. Ta-da.